chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tin chấn động, tư lệnh quân đoàn 1 nổi loạn, đưa quân về đánh chiếm Hà Nội, khiến Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo Việt Nam choáng váng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, an ninh tại thủ đô Hà Nội được tăng cường sau khi tư lệnh quân đoàn 1 nổi loạn, tuyên bố là sẽ tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Niềm vui và nỗi buồn của những luật sư sau khi thoát khỏi sự truy lùng từ chính quyền cộng sản và đã đặt chân được đến Hoa Kỳ, thiên đường tự do. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, dư luận cũng như chính trường Việt Nam đang chao đảo, rung lắc dữ dội sau sự kiện quân đoàn 1 nổi loạn và đưa quân tiến về Hà Nội để giải phóng Việt Nam. Theo lời của ông Trương Chí Dũng, tư lệnh quân đoàn 1. Theo đó, ông Dũng cho biết lính của ông đã và đang tiến về Hà Nội và sẵn sàng chiến đến cùng với quân đội Việt Nam. Ông này cũng tuyên bố bản thân và người của mình sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường họ. Trước đó, ngày 24 tháng 6, Bộ Quốc phòng Việt Nam cáo buộc ông Dũng kích động binh biến sau khi ông này cáo buộc giới lãnh đạo quân sự đã phân biệt đối xử với lực lượng đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của biên giới phía Bắc này. Theo hãng tin Reuters, an ninh tại các tòa nhà chính phủ, cơ sở giao thông và các địa điểm quan trọng khác ở Hà Nội đã được tăng cường vào tối ngày 25 tháng 6 vừa qua. Viện Kiểm sát quân đội đã thông báo cho Tổng Trọng và ông Nguyễn Hòa Bình về vụ án hình sự cáo buộc ông Trương Chí Dũng về tội nổi loạn. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng kêu gọi các binh sĩ quân đoàn 1 tuân lệnh Bí thư Đảng ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chấp nhận sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng và trở về căn cứ của họ. Ông nói rằng tranh chấp chính trị sẽ có lợi cho kẻ thù của Việt Nam. Tôi kêu gọi các binh sĩ dừng lại, ông Giang nói trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Giới quan sát nhận định diễn biến hiện nay còn nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Đây có thể là cuộc khủng hoảng trong nước lớn nhất mà ông Trọng phải đối mặt kể từ khi phát động chiến dịch đốt lò. Ông Dũng được biết là do ông Trọng bất nhất, tuy nhiên ông này đã trở nên ngày càng gay gắt với Hà Nội và giới lãnh đạo quân sự Việt Nam trong những tháng gần đây. Ông Dũng trong nhiều tháng đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và các tướng hàng đầu của Việt Nam là kém năng lực. Trong khi đó, theo hãng thông tấn CNN, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Việt Nam tuyên bố đã kích hoạt chế độ chống khủng bố tại Hà Nội. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra tại Hà Nội và khu vực xung quanh nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố có thể xảy ra. Tất cả các sự kiện lớn tại các khu vực cũng bị hủy bỏ. Các tuyến đường giao thông trong thành phố sẽ được điều chỉnh. Chế độ chống khủng bố tương tự cũng được Việt Nam kích hoạt tại thành phố Hải Phòng với yêu cầu tất cả mọi người giữ bình tĩnh. Nguyễn Phú Trọng cũng đã có bài phát biểu trước toàn quốc vào chiều ngày 25 tháng 6, gửi đến toàn thể người dân Việt Nam, quân đội, các cơ quan an ninh cũng như những người bị đẩy đến con đường nổi dậy vũ trang do bị lừa dối và đe dọa. Ông Trọng thề sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước và trật tự hiến pháp quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện chấn động này và sẽ cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến khác, mời quý vị theo dõi câu chuyện niềm vui và nỗi buồn khi ba luật sư Việt Nam thoát truy tìm để tới Mỹ an toàn. Thế là họ đã thoát khỏi lệnh truy tìm bất thường của Công an tỉnh Long An và được tự do nói sự thật. Tôi thở phào khi ngày 20 tháng 6 năm 2023 đọc tin ba luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân cùng gia đình của họ đã đến Hoa Kỳ. Trong ngày 12 tháng 6 năm 2023, khi đọc lệnh truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, Đào Kim Lân của Công an tỉnh Long An vì đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, khoảng 2 điều 331 Bộ luật hình sự đăng đồng loạt trên các báo mạng Việt Nam. Tôi thấy thật bất thường vì người bị truy tìm lại là các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Dù chẳng có liên quan gì đến họ, tôi chỉ là một người trong gần 30.000 người follow Facebook có tên là Mạnh Đặng của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi vẫn thầm cầu mong họ không bị bắt. Tôi không rõ lắm về tình tiết của vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng tôi tin khi luật sư Đặng Đình Mạnh và các bạn của ông nhận bào chữa miễn phí cho các bị cáo, thì chắc chắn vụ án có điều oan ức. Trước khi có tin truy tìm các luật sư bào chữa cho vụ án một cách bất thường của Công an tỉnh Long An, tôi đã không nhìn thấy các dòng trạng thái mới của Facebook Mạnh Đặng và ngầm hiểu có điều gì đó tác động mạnh khiến ông biến mất trên mạng xã hội. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho ông và các bạn của ông được an toàn. Xã hội thôi không cần ai phản biện.
Họ là những luật sư rất can đảm, bắt đầu từ khi họ nhận bào chữa miễn phí cho dân làng xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong đó có con cháu của ông Lê Đình Kình. Sau khi công an và quân đội ập vào làng lúc tảng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để bắn chết ông, người đã kiên trì tranh đấu giữ đất Đồng Sơn của cả làng thoát khỏi dự án của quân đội. Tôi đã dõi theo quá trình luật sư Đặng Đình Mạnh và nhóm của ông đến làng Đồng Tâm gặp bà Thành, vợ ông Lê Đình Kình và một số dân làng để tìm hiểu và tìm những chứng cứ nhằm biện hộ cho họ. Tôi cũng hồi hộp dõi theo phiên tòa qua tường thuật của luật sư Mạnh trên Facebook và mừng khi ông và đồng đội thoát nạn khi bị vây sau phiên tòa. Không chỉ là một luật sư giỏi, lập luận sắc bén và tầm nhìn nhân văn, tôi còn nhận ra luật sư Mạnh là người sống rất tình cảm, có trước có sau và là người có óc hài hước thông qua những bài viết và những câu trả lời bình luận của người khác trong home Facebook của ông. Giờ đây, không được đọc bài ông tường thuật về phiên tòa và chuyện hậu trường của các luật sư, tôi còn buồn hơn khi nhìn thấy những người tài hoa từng là tiếng nói phản biện sắc sảo trên mạng xã hội dần dà từ bỏ đất nước. Trước đó, hồi đầu tháng 6 năm 2023, một Facebooker trẻ tuổi tên là Nguyễn Anh Tuấn, một thanh niên 33 tuổi, từng có nhiều bài viết phân tích đanh thép về Formosa, Đồng Tâm v.v. cũng vừa đến được Canada tị nạn. Khi trả lời phỏng vấn của Sài Gòn Nhỏ, một tờ báo của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Nguyễn Anh Tuấn đã bộc bạch: "Tôi vượt sông qua Campuchia bằng nhiều phương tiện khác nhau để đến Thái Lan. Rồi từ Thái Lan, Tuấn đến nơi có người đón đưa đi tị nạn. Cảnh đào thoát của Tuấn cũng một sống hai chết chả khác gì các thuyền nhân thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Rồi đây, khi có dịp kể lại, cảnh đào thoát khỏi lệnh truy tìm từ công an Long An của ba luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân chắc cũng chả khác gì phim hành động. Tôi tin một ngày nào đó những điều đó sẽ được viết ra và phổ biến. Từ sau năm 2008, khi báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên có phóng viên bị bắt vì phản biện vụ PMU18, những nhà báo bị treo bút đã tìm nhau và bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội. Thế nhưng, sau rất nhiều vụ bắt bớ, những tiếng nói phản biện trên mạng xã hội ngày càng mỏng, ngày càng yếu ớt, chứ cả những cây bút hay phản biện thỉnh thoảng lại bị Facebook khóa nick, làm biến mất bài đăng và chỉ cho xuất hiện hạn chế trên home của người follow. Mới đây, khi nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt vì tội trốn thuế, người một thời được báo chí trong nước ca ngợi cũng chả mấy cựu nhà báo lên tiếng. Họ chán, hoặc họ cũng bắt đầu sợ bị vạ lây. Các vụ án dân sự và hình sự, kể cả các vụ án xử cán bộ tham nhũng sau năm 2008 khi xuất hiện trên báo chí thì đều đưa thông tin từ công an, một nguồn tin duy nhất. Không ai biết sự thật đằng sau thế nào vì chẳng có tờ báo nào dám điều tra để đưa tin độc lập. Đúng là ngày nay chỉ có ngành công an làm báo. Nhưng nếu án oan thì tìm sự thật ở đâu khi các luật sư can đảm, tinh thông luật pháp, lập luận sắc sảo rồi cũng chịu thua, phải chọn tẩu vi thượng sách. Hết tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục, giờ lại đến tị nạn để tìm công lý, khổ cho dân Việt chưa? Dân đời cứ chảy như thường. Chung quanh tôi, thân nhân, hàng xóm và bằng hữu, không có ai dám bình luận về sự việc ba luật sư bị công an Long An truy tìm, cũng như tin họ đã đến bến bờ tự do. Mọi hoạt động cứ diễn ra bình thường, vì ai cũng bị cơm áo gạo tiền dí, phải lo tìm cách kiếm tiền để sống đã. Nhưng ẩn bên dưới sự bình thường đó, ai có chút tiền cũng âm thầm chuẩn bị đường ra đi, nếu không đi được cả gia đình thì tìm cách lo cho bọn trẻ đi du học, gọi là tị nạn giáo dục, đi hợp tác lao động, gọi là tị nạn kinh tế. Bàn về thông tin ba luật sư bị công an Long An truy tìm này đã đến Hoa Kỳ, đa số bạn đọc trên Facebook Huỳnh Ngọc Trên, cựu nhà báo thanh niên, người có vợ là bà Nguyễn Thúy Hạnh đã bị bắt và chưa được xét xử, đều mừng cho họ. Tuy nhiên cũng có người buồn, điệp vụ giải cứu thành công, chúc mừng ba luật sư. Nhưng buồn vì sau này không còn luật sư chính nghĩa giúp đỡ dân đen, Nguyễn Mai Hằng. Dân lại mất đi ba luật sư dấn thân vì lẽ phải và công chính, Dương Nguyên. Bạn đọc Công Hùng hỏi: "Tôi tìm đọc trong luật hình sự và luật tố tụng hình sự có lệnh truy nã chứ không thấy lệnh truy tìm. Ai biết điều luật có lệnh truy tìm vui lòng chỉ tôi với thì có ngay câu trả lời. Rõ khổ, họ xài luật rừng chứ không phải luật hình sự. Hùng huynh ơi, tức Minh Cận. Luật rừng sự mà, đến người rừng Đắk Lắk còn sợ bọn nó." Trang Nguyễn nói. Trong khi bạn Ly Huyền thang: "Ở xứ sở xài luật rừng
thì luật sư chân chính không có đất hành nghề. Khi bạn Thanh Nguyễn chưa chắc nói rằng luật sứ này vô pháp, vô thiên, nên đến luật sư tinh thông luật pháp cũng phải dùng đến cái thứ 36. Riêng bạn không gia đình lại khẳng định rằng ở Việt Nam họ xài luật rừng nên luật sư phải chạy trước. Nó xác định bắt thì đúng cũng thành sai, và buồn nhất vì đúng nhất là kết luận của bạn Văn Minh Nguyễn. Họ sẽ không chạy trốn khi được tranh biện về tội tại tòa. Nhưng ở Việt Nam làm gì có tòa nào có thể tranh biện được bằng lý lẽ. Rồi đây sẽ chẳng có luật sư nào dám tranh biện nữa. Tất cả đều do công an quyết định. Chiều ngày 22 tháng 6, khi vào Facebook, tôi search thử tên Mạnh Đặng cầu may và mừng rỡ thay, tôi lại thấy ngôi nhà của vị luật sư mà mình ngưỡng mộ đã sáng đèn với dòng trạng thái mở. Bằng hữu, tôi may mắn có được nhiều người như vậy để được cậy nhờ khi vượt qua các chông gai cuộc đời. Tôi chịu ơn họ xiết bao. Tôi không ngạc nhiên khi luật sư Mạnh có nhiều bằng hữu tốt, vì bản thân ông đã là người tốt, sẵn sàng dấn thân bảo vệ người dân bị oan sai. Chỉ có điều, những vụ án mà ông và các bạn của mình tham gia bào chữa miễn phí, kết quả thế nào thì đã rõ. Dân Lộc Hưng vẫn bị lấy đất, vẫn bị phá nhà, dân Đồng Tâm vẫn bị tù, còn tỉnh thất Bồng Lai thì hoàn toàn tan rã. Kết quả này hẳn sẽ còn làm ông và các bạn của mình dây dứt. Chỉ mong một ngày nào đó, những người tài hoa dám nói sự thật phải đào thoát hôm nay sẽ được chào đón khi quay trở về. Còn nếu không, ai dám biết xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Tư lệnh vệ binh quốc gia Nga nêu lý do sốc Wagner nổi dậy. Phát biểu trước báo giới hôm ngày 27 tháng 6, ông Viktor Yeluto, người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Nga, khẳng định các nước phương Tây liên quan cuộc nổi dậy của lực lượng Wagner. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đài CNN dẫn lời các nguồn thạo tin cho rằng tin báo Mỹ có thể đã thu thập thông tin cực kỳ chi tiết, chính xác về kế hoạch của Yevgeny Prigozhin, trùm công ty quân sự tư nhân Wagner, tuy không rõ khi nào ông ta sẽ bắt đầu hành động. Washington đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến tình trạng mà họ gọi là vấn đề nội bộ của Nga. Ông Zolotov cũng cho biết ekip của ông Prigozhin đã cố tình tiết lộ thông tin về một cuộc binh biến có thể xảy ra giữa ngày thứ Năm là ngày 22 tháng 6 và Chủ nhật 25 tháng 6 tuần trước, đồng thời cáo buộc các đặc vụ phương Tây có thể đã trực tiếp tham gia vào việc tiến hành chiến dịch. Ông Zolotov cho rằng chính sự góp phần của phương Tây đã khiến chiến dịch của Wagner được tổ chức rất thành thạo, rất rõ ràng, theo TASS. Theo tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Nga, vào ngày cuộc nổi dậy xảy ra hôm 23 tháng 6, quân của ông đang chuẩn bị cho các trận chiến bên ngoài thủ đô Moscow. Ông Zolotov cho rằng chính vì lực lượng mạnh của Nga được tập trung về Moscow nên Wagner mới không gặp phải sự kháng cự đáng kể trên đường đi, nhờ đó đạt được tốc độ di chuyển nhanh. Tư lệnh Zolotov cũng nhìn nhận các kinh nghiệm để chứng minh lực lượng do ông đứng đầu nên có thêm các vũ khí hạng nặng hơn để tùy ý sử dụng, như xe tăng. Bởi lẽ họ đã phải đối diện với lực lượng Wagner có xe tăng, hệ thống phòng không và cả máy bay tấn công. Trong một diễn biến tiếp theo, Ukraine giải thích lý do tiến độ phản công chậm. Giới chức Ukraine cho rằng khả năng của lực lượng phòng không, các bãi mìn và thời tiết xấu đã cản trở bước tiến của quân đội nước này trên chiến trường. Politico dẫn nguồn tin cho biết các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng họ mong muốn chiến dịch phản công có thể tiến triển nhanh hơn, nhưng các yếu tố như hiệu quả của máy bay Nga, các bãi mìn và thời tiết xấu đã khiến lực lượng vũ trang của họ không đạt được tiến bộ đáng kể. Chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước ở các khu vực khác nhau của tiền tuyến. Trước đó, chúng tôi không thể đánh giá được mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ Nga. Chỉ khi thực hiện các hoạt động thăm dò tích cực, chúng tôi mới có cái nhìn rõ ràng hơn. Thông tin thu được sẽ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo của các hoạt động phản công, Zyugysad, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Ganiko nói. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây dường như không hài lòng với tốc độ phản công của Ukraine và được cho là đang yêu cầu Kiev nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể trên chiến trường. Phương Tây cũng chỉ trích lực lượng vũ trang Ukraine vì quá thận trọng khi cố gắng chờ đợi thời tiết hoàn hảo và các yếu tố khác phù hợp trước khi tấn công các vị trí của Nga. Politico lưu ý rằng một số nhà phân tích cảnh báo dù phương Tây đã đào tạo các chỉ huy Ukraine nhưng có khả năng Kiev sẽ không thể đáp ứng các tiêu chuẩn chiến đấu của NATO và sẽ tiếp tục hoạt động tấn công với chiến lược tiêu hao mà không sử dụng hợp lý các hoạt động vũ trang kết hợp, chiến thuật cơ động và các cuộc tấn công chính xác tầm xa hơn. Trong cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu EU hôm
hôm ngày 26 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nhắc lại yêu cầu của Kyiv đối với nhiều hệ thống pháo và tên lửa hơn. Ông Kuleba cũng nhấn mạnh về việc đẩy nhanh đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến và kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong một diễn biến liên quan, những máy bay không cánh nhanh nhất thế giới, Trung Quốc đang dẫn đầu. Trung Quốc sở hữu hai loại tàu cao tốc chạy nhanh nhất thế giới là tàu đệm từ Thượng Hải và tàu CR-400 Phục Hưng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các chuyến bay ngắn ngày càng trở nên kém hấp dẫn đối với nhiều du khách. Hiện tượng Facecam, tức xấu hổ khi đi máy bay, càng khiến nhiều du khách muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các hãng hàng không.